Có những người đặc biệt, họ nghe nhạc hiệu, họ đoán chương trình thông qua họp hoặc họ đi học. Thì có khi họ không phải học làm ba cái giai đoạn này, mà họ tự học. Họ tự học, xong họ nhảy một phát lên đây. Thì có khi 26 tuổi họ đã mở doanh nghiệp rồi. Và cái đấy phụ thuộc vào năng lực của mỗi con người. Thì cái tố chất của mỗi con người và tố chất của chủ doanh nghiệp là nó nghe nhạc hiệu, đoán chương trình và nó quyết đoán lắm. Cho nên có khi nó đến đây nó nhảy lên đây rồi. Và có một số chú đến đây nhảy đây, nhưng mà từ đây mà nhảy đây nó xa quá, cho nên nhiều chú dập mặt. Nào, vậy bây giờ các bố mới bắt đầu với chọn nghề. Nào, mình chọn quản trị kinh doanh hay quản trị nhân sự hay quản trị tài chính hay quản trị doanh nghiệp. Thì bây giờ tôi mới chỉ ra cái tố chất. Nếu ông làm quản trị kinh doanh thì cái tố chất đầu tiên của ông phải là quyết đoán. Nhưng mà thế nào gọi là quyết đoán khó bỏ mẹ được ấy? Thì quyết đoán chính là ra quyết định nhanh. Thì mẹ ngay đánh cờ thôi. Có thằng nghĩ ỉa đùn đôi quần chưa đi được nước cờ. Thì thằng đấy mà làm kinh doanh thì mẹ mất hết cơ hội. Và biểu hiện của quyết đoán là gì? Khi mà anh em chốt với nhau cái gì nó nhanh lắm. Ví dụ bảo mai đi picnic nhé, nó ngồi nó nghĩ ok đi, nó ra quyết định nhanh lắm, cho tới nghiên cứu 2 ngày. Thì cái nhóm này là cái nhóm nó phải quyết đoán. Tất nhiên quyết đoán thì có được có mất, cho nên làm kinh doanh nó gì có được có mất, nhưng tổng lấy được trừ đi mất nó vẫn là gì? Vẫn là được. Báo cáo với các anh chị em làm chủ tịch tập đoàn thôi, nhưng mà em mở ra 10 công ty thì vẫn có 3 công ty chết mà. Nếu mà tôi lấy 7 công ty thành công và lấy lợi nhuận từ đấy và bù cho 3 công ty chết thì bản chất là tôi vẫn có lợi ích mà. Thậm chí là mở 10 công ty, 6 công ty sống và 4 công ty chết tôi vẫn ngon mà. Vẫn ngon mà. Đấy, hoan hô các cụ trồng cây 10 cây chết 9 còn cây gật gù, dạng đấy mới là đứt. Còn hoan hô các cụ trồng cây mà gì ạ, 10 cây chết 1 còn 9 cây khỏe mạnh thì là ngon. Cho nên là thằng quyết đoán ấy là nó mắc nhiều sai lầm hơn là cái thằng cẩn thận. Nhưng tổng hòa lại chiến thắng của nó vẫn nhiều hơn. Còn cái thằng cẩn thận nữa là cả cuộc đời này không ra quyết định gì thì vĩnh cửu không bao giờ có thành công. Đấy. Thì như vậy bạn muốn thành công thì bạn phải chấp nhận quyết đoán, và đã quyết đoán thì nó phải có thất bại. Còn bảo này thầy ơi nếu mà quyết đoán vậy nhỡ gặp thất bại sao? Có chứ, thầy cũng gặp chứ. Đấy, thì thằng này là thằng quyết đoán. Đã đánh cờ mà đánh nhanh thì có nước sót. Nhưng mà nếu mà có nước sót thì mình lại rút được kinh nghiệm. Nhưng mà còn hơn đánh cờ là ngồi ị ra bàn không đi được nước thì thế thì chết. Đấy, vậy thì cái thứ hai quyết đoán, thứ hai là khả năng thuyết phục, tức là dễ dàng làm cho người khác thay đổi quyết định. Cái này gọi là tố chất bên trong, cái này là biểu hiện bên ngoài. Tôi phải đưa cái biểu hiện bên ngoài để các bạn dễ nhận diện. Ghi hẳn bên ngoài vào cho thầy. Đấy. Thì là gì? Dễ dàng làm cho người khác thay đổi quyết định của họ. Ví dụ là rủ một bạn mai đi picnic, đúng không? Để tớ nghĩ đã, mai có việc này, mai nhà tớ có việc này, mai có việc kia. Thế mà ông ấy thuyết phục kiểu gì một lúc nó bảo mai đi. Đấy, thì như vậy là gì? Dễ dàng làm cho người khác thay đổi quyết định của họ. Ở đây có khả năng thuyết phục là thuyết phục nhân viên của mình, thuyết phục gì ạ? Khách hàng của mình, thuyết phục nhà cung cấp của mình, thuyết phục đối tác của mình. Thì cái người này phải gì ạ? Phải ngay từ bây giờ nó đã bộc lộ cái tố chất ấy ra rồi. Đấy, rồi mạnh mẽ. Đấy. Ví dụ gặp chuyện buồn thì nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tức là mẹ thất tình chẳng hạn thì chỉ buồn độ khoảng ngày thế chứ. Mẹ thất tình bỏ học nguyên năm đi. Ví dụ như là yêu cô nào là đang mở doanh nghiệp chẳng hạn, đang khởi nghiệp, yêu cô nào phát không may thất tình cái bỏ công ty đi luôn. Thế thì thằng này làm sao làm được việc lớn. Cho nên là phải mạnh mẽ. Gặp chuyện buồn thì nhanh chóng lấy lại tinh thần này. Ví dụ là tôi mà không may bị người yêu bỏ thì tôi nói với các bạn là chỉ độ khoảng 2 phút là tinh thần năng lượng nó lại đầy pin luôn. Nó phải thế chứ thì mới làm được kinh doanh chứ. Vừa cãi nhau với vợ phát mà khách đến phát là ấy chào các bác, nó phải thế chứ. Cãi nhau vợ xong khách đến mặt cứ như đầm lề, làm kinh doanh làm sao được, không làm được nhá. Đấy, cái nữa là tự trọng cá nhân cao. Những người này là tự trọng cá nhân họ cao lắm. Họ gì ạ? Luôn suy nghĩ rằng mày làm được, tao sẽ làm được. Những cái người họ có được cái suy nghĩ trong đầu, họ cực kỳ mạnh mẽ, cái lòng tự trọng họ lớn lắm. Họ bảo tại sao mày làm được mà tao không làm được. Ngày xưa tôi đi học cũng vậy, tôi bảo tại sao mày học giỏi nhất mà tao không giỏi nhất được. Tại sao mày mở được doanh nghiệp mà tao không mở được, không? Tại sao mày đứng mày đào tạo được mà tao không đào tạo được. Tại sao mày làm được việc A này mà tao không làm được việc A. Trừ những cái việc tại sao mày làm việc mất đạo đức mà tao không làm được thôi nhá. Thì như vậy cái tự trọng cá nhân họ rất cao mới làm được kinh doanh. Tiếp, nếu mà làm quản trị nhân sự thì nó liên quan đến con người rất là nhiều. Tức là mình quản trị con người mà, thì việc đầu tiên là phải biết truyền cảm hứng. Tức là nói chuyện dễ dàng thu hút đám đông. Ví dụ bạn chỉ cần trong một đám đông nó đang là nói chuyện này, bạn vào phát bạn nói chuyện phát là thu hút luôn. Tức là bạn quy tụ được gì ạ? Con người. Còn nếu mà trong đám đông nó đang nói chuyện bạn đến phát nó cút đi luôn. Vĩnh cửu bạn làm một mình đi nhân viên. Đấy. Rồi có khả năng nhìn người. Tức là trước nay bạn trong công ty, trong lớp của bạn chẳng hạn, mà bạn làm lớp trưởng hay làm lớp phó, bạn phân công cho ai việc gì thì thường họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vậy có nghĩa là bạn nhìn vào đúng năng lực mạnh, thế mạnh của người ta. Thì tôi lấy cái ví dụ trong cái trải nghiệm trong lớp học của bạn thôi để bạn dễ hình dung. Ví dụ thế, thì bạn nhờ ai việc gì thì thường họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thì cái đó là khả năng nhìn người để phân công công việc cho họ. Cái việc đấy cực kỳ quan trọng sau này. Rồi cái khả năng hiểu người. Đấy. Tức là mặc dù thằng kia nó đang rất là buồn, nhưng khi bạn đến bạn nói chuyện kiểu gì một lúc nó lại vui trở lại. Thì cái đấy là khả năng hiểu người. Tức là bạn gì ạ, nó đang buồn về một chuyện và bạn tác động vào đúng chỗ để làm cho nó vui trở lại. Tức là bạn phải rất hiểu họ thì bạn mới nói đúng cái vấn đề để họ vui trở lại. Ví dụ thôi, cũng là một thằng bạn nó thất tình, nó gọi mình ra nó tâm sự, nó bảo thất tình buồn. Thằng nào mà gì ạ, hiểu người ấy thì nó đồng cảm. Ừ, tớ nghĩ chuyện đấy cũng đáng buồn, nhưng mà thôi, cuộc sống mà, coi như đây là một lần vấp ngã. Thôi, mình sẽ đứng lên mình tìm một cái người phụ nữ khác. Và chúng ta bây giờ còn ít tuổi, nó cũng chưa quan trọng lắm. Còn thằng nào mà gì ạ, không hiểu người. Ta bảo mà mẹ con ấy ngày xưa tôi bảo nó không yêu được nó đâu, con đi nó lăng nhăng lắm. Thế là tự nhiên nó đang buồn, nó gọi mình ra để tâm sự cho nó vui. Thì sau khi mình phát biểu xong nó khóc nức nở. Thì như vậy là gì ạ? Kẻ đấy là kẻ không hiểu người. Người làm quản trị nhân sự là không thỏa hiệp. Ví dụ thấy nó sai rồi, nó thuyết phục mình làm một việc sai, đồng lòng với nó để cho phép nó làm việc sai, thì không được đồng lòng. Mình phải có chính kiến. Vậy không được thỏa hiệp với những thứ sai phạm. Đấy là những cái nguyên tắc của làm quản trị nhân sự. Rồi muốn làm được quản trị tài chính thì bạn thiên về làm việc với các con số rất là nhiều, rất chi tiết. Và nhầm gì chứ nhầm số là ăn đòn. Ví dụ chuyển khoản online mà nhầm một số không thôi, từ chuyển 10 triệu mà chuyển thành gì 100 triệu thôi là vỡ mồm rồi. Cho nên cái người này làm tài chính là một là phải cẩn thận, thường kiểm soát kỹ công việc của mình làm rồi mới chia sẻ cho người khác. Và biểu hiện lớn nhất là khi đi làm bài thi là anh này anh rất cẩn thận. Trước khi nộp bài thi anh phải rà soát lại. Anh này lại ngược với anh kinh doanh. Anh kinh doanh thì quyết đoán, mẹ tin tao đi, tao làm không nhầm đâu, nộp luôn bố không xem lại. Nhưng khả năng mà gì chơi với ông này là lúc 10 lúc 5 là chuyện bình thường. Nhưng chơi với ông này, cái ông cẩn thận này này, thì vì ông quá cẩn thận, ông già lại cho nên thường ông chỉ được 7-8 thôi. Đấy. Còn chơi với ông này thì thất thường lắm, lúc lên lúc xuống. Đấy. Thế thì như vậy là cẩn thận. Hai là tĩnh tại. Tĩnh tại và biểu hiện lớn nhất của tĩnh tại là họ ngồi nhà, họ có thể ngồi trên máy tính, họ làm, họ đọc sách, họ ngồi cả ngày ở nhà, họ vẫn tĩnh tại. Nghe chúng nó đi đâu chơi mà gì ạ? Mấy cái việc mà mình cần phải đọc hết cuốn sách hay cần hết làm hết bài tập này là mình phải làm hết, thì họ vẫn ngồi nhà họ làm. Còn mấy ông kinh doanh là gì ạ? Ông ấy mạnh mẽ, cho nên là khi thấy chúng nó rủ đi chơi, có khi bố đang làm bài tập, có khi bố nhổ mẹ dậy đi chơi. Chờ tao tí. Hoặc chúng nó đi rồi bố ở nhà bố cứ nhấp nhổ, bố sốt ruột. Đấy, thì như vậy ông này là quản trị tài chính thì cần tĩnh tại, giỏi về số. Tức là ông phải tính toán rất là nhanh, cho nên ông này thường là học toán cũng tốt. Cho nên chính vì vậy trường đại học tài chính là phải thi toán này. Rồi và đặc biệt là trung thực. Cứ dính vào tiền bạc là phải cần trung thực nhá. Thì báo cáo với các đại ca như vậy. Rồi quản trị doanh nghiệp thì cần cái gì? Thằng này phải có khát vọng. Ông muốn mở doanh nghiệp, đích cuối cùng của ông là mở doanh nghiệp, và ông học trực diện vào làm doanh nghiệp, thì ông phải có khát vọng. Biểu hiện của khát vọng là gì ạ? Hành động bất chấp, miễn là không vi phạm đạo đức. Nếu tao làm việc này mà đạt được mục tiêu, ai đó nói xấu tao, cản tao, không sao cả, tao vẫn làm. Miễn là tao không ăn cắp, ăn trộm của ai, tao không làm cái gì vi phạm đạo đức, thì tao vẫn làm. Và thường các bạn thấy không, những cái ông chủ doanh nghiệp khi đi học, nó thường là thằng hay bị gì? Bạn bè nó dị nghị, thậm chí hàng xóm thì chê bôi bảo nó nghịch ngợm. Nó nghịch nhưng nó không hại ai, nhưng rõ ràng là nó nghịch, và nó hay cãi người khác. Và ở Việt Nam mình thì định nghĩa là mày cãi tao có nghĩa là mày mất đạo đức, mày mất dạy. Không phải. Nó cãi là nó muốn làm theo chính kiến của nó, nhưng nó rõ ràng nó không ăn cắp, không ăn trộm, không làm gì ai cả. Vậy thì cái kiểu hành động của nó là hành động bất chấp dư luận, miễn là không mất đạo đức, thì cái người đó mới là người sát thủ. Và bạn để ý tất cả những người lúc bé họ ở dạng sát thủ như vậy, thì lúc lớn lên họ có một sự nghiệp rất là thành công. Đấy. Hai là tư duy tổng hợp. Mẹ nghe nhạc hiệu, đoán chương trình, chỉ cần có vài cái biểu hiện ra ngoài thôi, nó đã đọc vị được toàn bộ tổng thể một vấn đề rồi. Và điển hình chúng ta xem Đuổi Hình Bắt Chữ. Đấy là tư duy tổng hợp. Nhưng nó mạnh mẽ, nó khát vọng, nhưng nó lại rất khiêm tốn. Lúc nào muốn làm anh hùng, muốn làm đại ca thì nó bộc lộ là đại ca, nhưng lúc nào mà lo cho đàn em thì nó như con cún ấy. Đúng dân anh em luôn đấy, đúng dân đại ca luôn. Chú cứ nói đi anh nghe, cứ nói đi anh nghe. Mà mất dạy nó vả luôn, nó mạnh mẽ mà. Nhưng mà đúng sự thật là như vậy, nó sẵn sàng giúp đỡ ngay. Đấy, thì cái khả năng họ rất, họ mềm rắn gì ạ, đúng lúc. Rồi có thói quen không bỏ cuộc. Điển hình là đại ca Donald Trump. Nó bỏ phiếu cho đứt bà rồi mà không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục muốn làm tổng thống nữa. Đấy, thì khi người khác bảo là không được thì chính là lúc họ gì ạ, đẩy năng lượng họ lên và họ cố gắng nhất, họ không bỏ cuộc. Thì đây là tố chất đặc biệt của cái người mà làm chủ doanh nghiệp. Còn đây là vẫn là tố chất của những người làm nghề thôi. Còn cái tố chất của làm chủ doanh nghiệp nó bộc lộ như thế này. Và những bạn nào có cả tất cả những tố chất này thì trời ơi, lúc đấy bạn gì ạ, trở thành tỷ phú lúc nào không hay. Vì bạn quy tụ được con người, bạn điều hành được con người, bạn biết mềm lúc nào, rắn lúc nào, không bỏ cuộc, mạnh mẽ, quyết đoán. Nhưng mà cần làm việc gì mà phải kiên trì, bạn vẫn kiên trì. Cần làm việc gì tĩnh tại, bạn vẫn ngồi tĩnh tại, tập trung được. Trời ơi, người đấy hiếm lắm. Thôi thì mình nhìn vào đây là mình thấy mình có những cái tố chất gì biểu hiện ra ngoài ra như thế này thì suy ra tố chất. Mà từ tố chất này thì bạn nên chọn những cái nghề này. Và tất nhiên để phát huy hết những cái tố chất này của con người thì trường Doanh Nhân Siêu Việt Nam bọn tôi cũng mở ra cái khoa quản trị kinh doanh gọi là Business One, khoa quản trị nhân sự là CSRO, khoa quản trị tài chính là CFO, và quản trị doanh nghiệp gọi là Business Board, tức là đào tạo ra trở thành chủ doanh nghiệp ngay lập tức. Và đào tạo tất cả những thứ này cho các đại ca để thành chủ doanh nghiệp. Và khóa đấy là khóa gì ạ? Tôi muốn tạo ra những cái chủ doanh nghiệp trong tương lai. Bởi vì hiện nay ở Việt Nam không có nơi nào đào tạo chủ doanh nghiệp. Đó là một nỗi đau. Và chúng ta nhìn thấy là nếu như tất cả chúng ta đều tư duy đi làm thuê thì cái đất nước này không phát triển được. Và chúng ta cần có tư duy làm chủ. Đấy. Và ở Việt Nam thì không có trường nào dạy làm chủ. Tất cả các trường dạy chủ yếu là dạy cách cầm tấm bằng đi xin việc. Đấy. Thì như vậy đây chính là lợi thế cá nhân. Và bạn nào có tố chất nào, biểu hiện như thế nào thì nên chọn những ngành nghề nào để học. Tất nhiên các bạn sẽ hỏi tôi là vậy thì những cái trường nhà nước, ngành y, ngành nọ, ngành kia thì như thế nào. Thì trong cái này thì tôi chỉ đưa ra trong doanh nghiệp thôi. Vì tôi mạnh cái gì thì tôi sẽ hướng nghiệp cho bạn cái đó. Bởi vì trong ngành y cần tố chất gì thì chỉ có bác sĩ nói được thôi. Đấy. Nhưng mà trong doanh nghiệp cần tố chất gì thì bạn tin tôi đi, tôi nói chính xác, sát sàn sạt. Và thực sự bạn có tố chất này thì chắc chắn bạn làm lĩnh vực này sẽ thành công. Ok, bây giờ xong được cái phần tố chất thì sang cái bài tiếp theo là gì nhỉ? Nếu có tố chất và kỹ năng cần có rồi thì bây giờ bạn nên bắt đầu từ khung năng lực nào? Vậy thì bạn bắt đầu từ khung năng lực nào? Bắt đầu từ cái khung năng lực mà bạn có thế mạnh ấy, là bạn đi vào ngành nhân sự hay ngành tài chính hay là ngành gì kinh doanh hay là ngành quản trị doanh nghiệp thì tùy bạn. Thì bây giờ bạn căn cứ vào đấy thì bạn sẽ bắt đầu học ngành nghề nào. Vậy thì đến đây tôi mới viết, chúng ta mới làm tiếp sang cái bài này là chúng ta sẽ có sơ đồ thời lượng để hoàn thiện các cái khung năng lực. Thì bạn bám vào cái sơ đồ thời lượng mà tôi đã chia sẻ. Nhưng có điều, quay lại cái sơ đồ thời lượng timeline, thì bạn phải điền rõ là bạn là nhân viên tài chính, trưởng phòng tài chính, giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự, giám đốc gì. Còn nếu bạn là nhân viên kinh doanh thì nhân viên sale, trưởng phòng sale, giám đốc kinh doanh, giám đốc nhân sự, giám đốc tài chính gì đấy. Và tất nhiên có những người đặc biệt, họ nghe nhạc hiệu, họ đoán chương trình thông qua họp hoặc họ đi học. Thì có khi họ không phải học làm ba cái giai đoạn này mà họ tự học. Họ tự học xong họ nhảy một phát lên đây, thì có khi 26 tuổi họ đã mở doanh nghiệp rồi. Và cái đấy phụ thuộc vào năng lực của mỗi con người. Thì cái tố chất của mỗi con người và tố chất của chủ doanh nghiệp là nó nghe nhạc hiệu, đoán chương trình và nó quyết đoán lắm. Cho nên có khi nó đến đây nó nhảy lên đây rồi. Và có một số chú đến đây nhảy đây, nhưng mà từ đây mà nhảy đây nó xa quá, cho nên nhiều chú dập mặt. Đấy. Từ đây nhảy sang đây thì nhiều, từ đây nhảy sang đây thì nhiều. Đấy, để các anh chị hình dung ra cái lộ trình mà chúng ta xây dựng cho một cái timeline. Vậy đến đây, đến cái bài này thôi thì tôi sẽ tổng kết được là gì? Quay lại chương trình. Thì chúng ta đến cái sơ đồ thời lượng để hoàn thiện các khung năng lực. Đấy. Vậy thì đến đây tôi mới tổng kết là muốn sống đúng ước mơ của mình thì phải làm gì ạ? Đúng vị trí. Đúng vị trí là giám đốc hay là chủ tịch doanh nghiệp. Mà muốn làm được đúng vị trí, tránh tình trạng ngồi nhầm vị trí, thì phải có đủ khung năng lực. Muốn có đủ khung năng lực thì phải chọn được cái nghề để mình bắt bước chân vào cái khung năng lực nào đầu tiên, thì phải liên quan đến tố chất của mình. Thì thông qua cái này là bạn đã tìm thấy tố chất của mình, có thể mạnh mẽ để lựa chọn nghề rồi. Và đến phần tiếp theo thì chúng ta sẽ gì ạ? Chọn xong cái nghề rồi thì bây giờ chúng ta mới quay sang cái gì ạ? Học nghề gì ở đâu, nên chọn trường nào, rồi tổ chức sự nghiệp cá nhân như thế nào, và chúng ta phải hành động như thế nào để cho không bị bỏ cuộc. Và chúng ta rất nhiều người vẽ ra rồi, lập kế hoạch rồi nhưng không thực hiện được. Ví dụ bảo mai bắt đầu dậy từ 5 giờ sáng tập thể dục nhưng có thực hiện được đâu. Ở mai chúng ta sẽ bắt đầu dậy học từ lúc 5 giờ sáng, có thực hiện được đâu. Tức là rất nhiều thứ xung quanh chúng ta nó làm cho chúng ta vẽ về mặt lý thuyết thì nghe thì ngon, nhưng làm thì dở. Thì đến cái bài sau chúng ta sẽ sờ đến cái việc gì ạ? Vận hành, xây dựng bản đồ và vận hành nó như thế nào để không bị bỏ cuộc. Mời các bạn sang bài tiếp theo. Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam là môi trường dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc trong tương lai. Tìm hiểu ngay để làm chủ ước mơ doanh nhân. Liên hệ website trườngdoanhnhânceovietnam.edu.vn hoặc hotline 1800 577722. Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website trườngdoanhnhânceovietnam.edu.vn, hotline 1800 577722, nhánh 1 2.